giờ con sẽ đi mua kem. Con đi đâu? Con đi siêu thị. Đi siêu thị đi mua kem hả? Trời nóng quá hả? Nóng tay. À, trời nóng quá nên sợ muốn ăn kem. Nè, thử đi đi, mày quay clip, nắm tay mày không? À, xe, đứng lại. Nắm gì á, nắm gì á. Xe. Đi siêu thị. Nói ai vậy, nói chuyện với ai vậy? Hả? Đi siêu thị. Lâu rồi nữa đi siêu thị, chứ đừng có cà tưng mày không quay được. Ta mẹ. Đi siêu thị. Mẹ, 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 có biết mẹ ăn trái tim không? Đâu, sao? À, vậy hả? Mẹ ăn trái tim vậy đó hả? Dạ, đừng. Từ từ, đừng có chạy nha, tức thôi nha. Từ từ, sợ. Con đi siêu thị phải không? Rồi. Rồi nè, lấy cái này nè con. Đây có hai quay. Cho mẹ cái đó đi, mẹ mẹ dẹp vô. Gì? Ăn gì? Ăn đậu hũ. Đậu hũ. Gì vậy đi đâu hả? Từ từ. Hả? À. 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 Không có người xanh. Không người xanh đâu nè. Đâu cái nào? Ủa không lấy kem hả? À, đậu hũ. Hả? Vậy con muốn mua cái gì? Xanh đi. Mua xanh hả? Dạ. Mua xanh cho ai ăn? Cho tụi con ăn. Hả? Tụi con là ai? Nè, không lại lấy phải không? Không lại lấy thì khỏi mua nha. Lấy lấy. Dạ lấy. Ê, 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 sữa. Sữa. Để xuống đàng hoàng. Con sách không có quăng đồ nha. Con sao, nó lớn lên, nãy mày không nghe. Mẹ, mẹ. Trời, xin lỗi mẹ. À. À, mình làm rớt là mình phải dẫn lời đúng không? Hai không uống nước ngọt. Đúng rồi, không uống nước ngọt. Con... Hả? Con đâu uống được uống nước ngọt. Không nên uống nha. Con làm gì? Con muốn gì? Hả? Con này nè. Thôi kiểu dẻo đó có mà, nhà có mà con. Thôi giờ mua đỡ đi nha. Mua một bịch ít thôi nha, không ăn kẹo nữa nha. Con có nhiều kẹo lắm. Sữa nghe không? Con thấy con chạm kẹo hết nha, kẹo này hay lắm nè. Không bộ. Dứt 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 này mẹ làm lên, sao vậy? Nó dài quá. Dài thì mua luôn đi. Mẹ dài. Mẹ cho mua một cái thôi nha. Dạ, rồi đi vô. Cháu Tiêu đi nha. À, chúc các gia cháu Tiêu ăn đi nha. Dạ đi. Kiểu nào con cũng có con. Con nhà con nhiều bánh kẹo lắm. Ai cho con bánh kẹo nhiều vậy? Con Tiêu à. Ai nữa? Hay là mua bên này đỡ đi. Thôi cái đó giống cái đó mà. Cái này dài lắm á. Vậy không chịu cái đó hả? Lấy cái này cắt ngắn hả? Đây mày phải kêu bên kia. Cái đó mình có rồi, không đúng mua rồi, đúng rồi.
phim nữa nha, chị chó phim nữa nha. Ăn chung nha. Đã biết rồi. Cái này là kiểu gì con coi con. Không con coi con không mua đâu. Đọc chắc hả? Con biết đọc chữ không? Làm gì con đứng không yên rồi sao? Vậy con vui hả? Lâu rồi con được không được mẹ dắt đi siêu thị nên con vui hả? Rồi đứng cái kỳ gì vậy ta? Hồi bữa chị hư cho con nữa. Cho con nguyên cây con chị ớt cái hắn rồi không ngồi đâu. Con chỉ coi trên hết đã ngồi đây còn ngon hơn nữa. Ủa ok này đỡ rồi, nó hết hạn rồi mà không để lên. Nếu lấy kẹo đó thì bỏ bịch kẹo dẻo lại. Mẹ cho kẹo bông gòn đó thì cái kẹo dẻo kia bỏ lại. Cái bông gòn đâu? Nè, cái này là bông gòn á. Rồi. Cái đó mua kẹo luôn. Cái đó nãy con mua rồi. Cái này, mua kẹo này đi. Ở dưới, con nãy con lấy rồi. Bây giờ cái gì nữa? Cây à. Hả? Vậy con muốn mua gì nữa? Mẹ mua kẹo dùng đi. Mẹ cây à. Kẹo dùng bữa mình mua rồi. Bây giờ đi mua gì nào? Hả? Vậy thôi mẹ dắt đi vô nha. Nha. Con vậy là mẹ dắt đi vô. Hồi nãy xin mẹ nói mua gì ta? Đi siêu thị mua gì? Mua gì nào? Đúng rồi, mua sữa chua ha, gì nữa? Con đứng không yên hả sữa? Con đứng không yên hả? Đứng thì con ê quay à. Con chờ hả? À. Đó, thấy chưa? Đứng dậy. À, tự đứng dậy. Mua gì nữa nào? Không mua kẹo này nữa. Đúng rồi, không mua kẹo này nữa. Con chọn kẹo khác. Mẹ không có cho mua kẹo đâu mà nói không mua kẹo này, con chọn kẹo khác. Con giới thiệu bánh kẹo cho bà cô chú. À mà chưa chứ. Đây là biên biên. Biên biên mà hồi gửi con. Đó. Ừ. Đây là kẹo gì? Đây là kẹo xích khắc. Tích tắc. Xích khắc. Tích tắc. Và đây là kẹo cầu vồng. Kẹo cầu vồng hình là ngon lắm á. Đây là kẹo con này. Con này là con gì? Con dấu. Con dấu hả? Con dấu mà thường lại có cái này. Con dấu có cái hai cái tay hả? Đây là bánh sô-cô-la nướng nhúng. Đây là bên ăn. Đó, té nữa. Anh Hi nè con. Nó làm như vậy là nó sẽ gì? Cái này hả? Không. Cái sữa đó là ai thích uống? Cái sữa đó là ai thích uống? Cái sữa này là ai thích uống? Cha với con thích uống. À. Em mua sữa này dùm con đi. Sữa này con uống. Sữa này con hơi hít lắm á. Con hơi hít hả? Đúng rồi. Dạ, con uống thử đi, con lấy con uống thử đi. Thôi. Thì
sao? Không, người ta không cho uống như vậy đâu. Đúng rồi, không có. Mẹ biết rồi, mẹ đâu có kêu con uống liền đâu. Đi đâu qua đây à? Xong chưa? Còn cái gì nữa? Muốn mua gì? Cái này mình có chưa mẹ? Có rồi, mấy kiểu dẻo là con có rồi. Ở nhà con còn chứ. Con cái này mình chưa có nè. Ủa chứ này con lấy thôi nha. Thôi. Ờ, mẹ không mua linh tinh, mua ăn cái mấy cái à. Ở nhà tự dẻo con còn nhiều, ông bà cô chú cho con còn. Cái ngon còn kẹo mắt là ma lụ. Kẹo này chỗ gì? Kẹo mắt ma lụ dạ. Giờ mẹ cho con lấy kẹo đó, con bỏ lời kẹo dẻo đi. Dẻo không? Dẻo. Màu bịch màu xanh dương á, xanh dương. Xanh dương này. Đúng rồi. Vậy hả? Vậy giờ sao? Ra được. Vậy giờ lấy cái nào? Giờ mắt hoa lộ. Vậy giờ sao? Ê nữa. Để xuống không được hay sao ta? Xách vỏ nè. Đây nào đậm quá. Con đẩy. À hồi nhỏ sữa đi siêu thị sữa đẩy vậy mà cô chú nhớ không? Rồi rồi nhỏ sữa nhỏ xíu mà sữa đẩy nguyên cái vỏ vậy đó. Từ từ té sắp mặt nha. Xong chưa? Gì nữa? Bây giờ mình ra tính tiền phải không? Chứ giờ muốn gì nữa đi đâu vậy? Cái này mình cho chứ mẹ. Chưa, mẹ cho con mua đó. Lâu rồi con không muốn. Con phải phải lại đó không? Dạ. Phải lại đó đúng không? Nhưng mà mình có cho mẹ. Ở nhà còn. Con không muốn nên uống nước ngọt nhiều nha. Đem vỏ rồi. Đi cái bỏ bên vỏ luôn hả? Ê xong chưa? Xong chưa. Còn gì nữa không? Thì con đẩy. Để đẩy chưa? Té. Thì con còn mua gì nữa? Còn con. Em bên hàng giấy mình còn gì đó. À hàng giấy mình còn. Em muốn đi mua đi. Bây giờ mình ít thôi rồi. Nha. Mua gì? Mua bên hàng giấy á. Mua ở đâu? Hồi bữa chơi với con. Hồi bữa với con nhỏ nè. Là con đến đây. Với cà con đến đây á. Đằng kia kìa, con giấy tốt bên kia kìa. Ở đâu mẹ? Bên kia. Ai con biết vậy? Con nhầm đường rồi. Con nhầm đường rồi hả? Vậy mà nói bữa chơi á, đi mà không nhớ gì hết. Rồi đi xuống dưới. Xuống lại. Đúng rồi. Mệt chưa? Khăn giấy ướt bữa mẹ mới mua. Mua khăn giấy khô thôi. Đúng rồi. Mua đó để trên bàn ăn ha. Để mình lau miệng ha. Sao không đẩy nữa? Hết cây xin lỗi. Xin lỗi. Vậy mua gì nữa không? Không có gì đi ra. Mua gì đi. Ăn mì không? Kìa bé. Ăn mì không? Ăn mì gì? Mì ly không? Đi đâu? Mì ly đằng kia. Đi xuống đây đẩy. Hai xuống đây đi.
Mẹ, mẹ phải nhành đường chứ. Mẹ phải nhành đường chứ. Mẹ xin lỗi, tại mẹ quay con á, mẹ đi lùi, mẹ không thấy á. Chút về nhà sửa nhớ làm gì nè, làm gì trước khi nè. Để rửa tay nha. Để rửa tay bằng xà bông trước khi. Rồi, lấy mì đi. Lựa, lựa mì ly đi, cũng ăn mì ly nào. Đúng rồi, cái loại đó là sữa hay ăn. Cho con cái này. Cho con hai cái này. Rồi xong chưa, lùi ra, chỗ đó nó đi thang rồi, không mấy được. Làm gì trời? Rồi ha, về ra tính tiền về ha. Chứ mua gì nữa? Mua gì nữa? Mình nhiều đồ lắm rồi. Mình nhiều đồ lắm rồi, thôi đừng mua nữa. Mình đâu có còn cần gì đâu con. Mua nước lọc mua đi. Thôi nước lọc ở nhà có, tự nhiên đi ra đây mua. No nha, không mua nha. Con đứng lại nè, con qua kìa. Dơ, không có quỷ. Mệt quá hả, ngồi vậy. Rồi thôi vậy chào bà cô chú ra tính tiền nha. Muốn mua gì? Cái này mình chưa có. Còn này có ở nhà có này có luôn cái này có ở nhà còn bữa còn luôn mẹ để trong tủ á con không thấy á. Nè thôi sửa chồng bà cô chú đi, mẹ ra tính tiền nha, chúc mẹ quay clip mà đoạn sửa đẩy đồ xếp đồ vô nhà ha. Nè sửa đẩy đồ không mở đâu. Con không để mở gì, con chào đi đừng mẹ xếp cho con. Quay qua đây. Dạ. Sao nữa? Đúng rồi, để con được nước về ở trên nhà con. Để con được. Sao vậy? Ở trên nhà con. Chứ mệt rồi hả? Nhớ. Đang chạy nó chút xíu mà mệt, nó không nổi luôn. Để con, để con nước, nước về. Ai bị con mình lên về. Anh ấy xuống một thanh. Thương nhiều con nhà đấy rồi. Nè quay lời chào nè. Dạ cảm ơn bà cô chú đã thương con, đã ủng hộ con. Rồi bye bye, quay qua. Mở quá hả? Con tay lại. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn. Dạ xin chào, xin cảm ơn bà cô chú. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.